xuân sang ta chúc nhau bao ước muốn bao hy vọng, cùng rủ nhau mau bay về khắp trên môi cười xinh tươi. Ta chúc nhau những lời chúc lành ước mong tất ngày tươi cười khắp trời. Mùa xuân sang ta chúc nhau năm mới đến mong bao người hạnh phúc ơi xin bay về xóa tan bao buồn lo âu. Ta như càng chơi rượu ấm lòng chúc nhau những lời ước hẹn thắm nồng. Ta như càng chơi rượu ấm lòng chúc nhau những lời ước hẹn thắm nồng. Chúc nhau năm mới đến mong bao người hạnh phúc ơi xin bay về xóa tan bao buồn lo âu. Ta như càng chơi rượu ấm lòng chúc nhau những lời ước hẹn thắm nồng. Mùa xuân sang ta chúc nhau cho ước muốn bay cao vời cùng nỗi vui luôn bên người xóa từ dài đêm lòng. Ta hãy cùng chúc mừng xuân về ước mong tất ngày mỗi nhà phát tài. Ta hãy cùng chúc mừng xuân về ước mong tất ngày mỗi nhà phát tài. Xuân sang ta chúc nhau năm mới đến mong bao người hạnh phúc ơi xin bay về xóa tan bao buồn lo âu. Ta như càng chơi rượu ấm lòng chúc nhau những lời ước hẹn thắm nồng. Mùa xuân sang ta chúc nhau cho ước muốn bay cao vời cùng nỗi vui luôn bên người xóa từ dài đêm lòng. Ta hãy cùng chúc mừng xuân về ước mong tất ngày mỗi nhà phát tài. Ta hãy cùng chúc mừng xuân về ước mong tất ngày mỗi nhà phát tài. Chúc nhau năm mới đến mong bao người hạnh phúc ơi xin bay về xóa tan bao buồn lo âu. Ta như càng chơi rượu ấm lòng chúc nhau những lời ước hẹn thắm nồng. Mùa xuân sang ta chúc nhau cho ước muốn bay cao vời cùng nỗi vui luôn bên người xóa từ dài đêm lòng. Ta hãy cùng chúc mừng xuân về ước mong tất ngày mỗi nhà phát tài. Ta hãy cùng chúc mừng xuân về ước mong tất ngày mỗi nhà phát tài. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh đặc biệt Chào Xuân Tân Sửu năm 2021 của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thư chúc mừng năm mới của Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã Nghi Sơn gửi đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã. Phóng sự tranh thủ thời cơ vận hội mới, xây dựng thị xã Nghi Sơn trở thành đô thị động lực của tỉnh Thanh Hóa. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau đây, mời đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, nghe đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy Nghi Sơn, đọc thư chúc Tết của thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã Nghi Sơn, nhân dịp năm mới 2021 và chào đón Xuân Tân Sửu. Thưa đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã Nghi Sơn, nhân dịp năm mới 2021 và đón Xuân Tân Sửu, thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã Nghi Sơn trân trọng gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong toàn thị xã, người Nghi Sơn đang lao động, học tập, công tác, sinh sống ở mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài, người huyện ngoài, tỉnh ngoài, nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại thị xã Nghi Sơn, những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Năm 2020 đã đi qua với nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bất lợi của đại dịch COVID-19. Nhưng được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các sở, ban, ngành, cấp tỉnh,
Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thị xã Nghi Sơn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được rất nhiều thành công và thắng lợi. Tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã đạt 18,6%, vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt 1.951 tỷ đồng, vượt 89,7% dự toán tỉnh giao, vượt 55,9% dự toán Hội đồng Nhân dân thị xã giao, tăng 20,9% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Công tác giải phóng mặt bằng, phát triển đô thị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt kết quả cao. Văn hóa, xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tiến bộ. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân được cải thiện. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được chú trọng và đạt kết quả tích cực. Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Đặc biệt, ngày 22 tháng 4 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết số 933 thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc thị xã Nghi Sơn. Những thành tựu đạt được của nhiều năm trước và những thành tích, kết quả trong năm 2020 đã tạo ra thế và lực mới cho thị xã Nghi Sơn trên con đường đổi mới và phát triển. Vui mừng trước những kết quả đạt được, thị xã Nghi Sơn bước vào năm 2021, năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 với một tâm thế mới, tự tin hơn, mạnh mẽ hơn và vững chắc hơn. Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Nghi Sơn kêu gọi các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong toàn thị xã cùng đồng bào, đồng chí xa quê hương tiếp tục phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, cách mạng, chủ động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vận hội, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền đề thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Xây dựng thị xã Nghi Sơn, khu kinh tế Nghi Sơn trở thành trung tâm kinh tế, đô thị động lực của tỉnh và khu vực. Đến năm 2030 trở thành một trung tâm kinh tế, đô thị ven biển trọng điểm của cả nước. Mừng xuân mới, khí thế mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 đã khép lại, canh én trao nghiêng, báo hiệu xuân Tân Sửu đang về. Mùa xuân với những thời cơ, vận hội mới của đất và người thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Nghi Sơn đạt được trong năm 2020 trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Từ đó cùng chung sức, đồng lòng xây dựng thị xã Nghi Sơn trở thành đô thị động lực và là một cực tăng trưởng của tỉnh Thanh Hóa. Thực hiện nhiệm vụ năm 2020, bên cạnh những thuận lợi, thị xã Nghi Sơn cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Trong điều kiện đại dịch bệnh COVID-19 toàn cầu đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội, tình hình sản xuất gặp khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh trong chăn nuôi. Nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh cùng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và sự chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng các doanh nghiệp trong toàn thị xã, nên tình hình kinh tế xã hội của thị xã Nghi Sơn vẫn giữ vững ổn định. Nổi bật là tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đạt 18,6%. Cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu do Hội đồng Nhân dân thị xã quyết nghị đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng đạt 18.168 ha,
bằng 95,32% so với cùng kỳ, bằng 90,84% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 51.324 tấn, bằng 93,3% kế hoạch, bằng 94,4% cùng kỳ. Trong chăn nuôi, tổng đàn châu bò ước đạt 23.075 con, đạt 115,4% kế hoạch, tăng 0,5% cùng kỳ. Tổng đàn lợn ước đạt 50.151 con, bằng 100,3% kế hoạch, bằng 87,5% cùng kỳ. Tổng đàn gia cầm ước đạt 712.904 con, vượt 9,7% kế hoạch, tăng 23% cùng kỳ. Công tác khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc, bảo vệ rừng đạt khá. Trong năm, toàn thị xã đã trồng mới được 385,4 hectare rừng sản xuất. Chăm sóc rừng trồng mới đạt 1.871,8 hectare, vượt 38% cùng kỳ, tăng 39,6% cùng kỳ. Nuôi trồng khai thác thủy hải sản phát triển ổn định, về cơ cấu phương tiện đánh bắt đã chuyển dịch theo hướng giảm dần tàu khai thác ven bờ, phát triển tàu khai thác đánh bắt xa bờ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào khai thác, chế biến, nuôi trồng thủy hải sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy hải sản của toàn thị xã đạt 37.569 tấn, vượt 17% kế hoạch, tăng 3% cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác đạt 34.802 tấn, vượt 16% kế hoạch, tăng 5% cùng kỳ. Sản lượng nuôi trồng đạt 2.767 tấn, vượt 38% kế hoạch, bằng 79,3% cùng kỳ. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường được tăng cường. Trong năm, thị xã đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 4.612 trường hợp, bằng 91,8% so với cùng kỳ. Đã hoàn thành và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020, hoàn thành ra soát thống kê đất đai 5 năm, giai đoạn 2015-2019, xác định giá khởi điểm và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 9 xã phường. Các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 30.256 tỷ đồng, vượt 8,5% so với kế hoạch năm. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng ước đạt 74.142 tỷ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước đạt 8.360 tỷ đồng, tăng 9,1% so cùng kỳ. Giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 784 triệu USD, bằng 86,5% so cùng kỳ. Thực hiện chương trình phát triển doanh nghiệp trong năm 2020, Ủy ban Nhân dân thị xã đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức được 3 khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp và 4 khóa bồi dưỡng doanh nhân với trên 600 học viên tham gia. Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã cũng đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, duy trì các hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, trong năm 2020, thị xã Nghi Sơn đã thành lập mới được 168 doanh nghiệp, tăng 12% so với kế hoạch tỉnh giao. Công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư được cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị từ thị xã đến cơ sở xác định là nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo quyết liệt và vào cuộc một cách đồng bộ. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, Ủy ban Nhân dân thị xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân. Đặc biệt, phát huy và nêu cao vai trò trách nhiệm của thành viên, các hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, không kể ngày đêm. Nhờ đó, hầu hết các dự án triển khai trên địa bàn thị xã được đảm bảo về tiến độ. Kết quả năm 2020, thị xã đã hoàn thành 87 trên 91 dự án, bàn giao giải phóng mặt bằng 470 hectare, đạt 97,84% kế hoạch tỉnh giao. Đây là kết quả cao nhất từ trước tới nay trong công tác giải phóng mặt bằng của thị xã. Công tác phát triển đô thị, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng được thực hiện có hiệu quả trong năm 2020. Ủy ban Nhân dân thị xã đã phối hợp với Viện Quy hoạch Kiến trúc Thanh Hóa
tổ chức công bố quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư xã Hải Hà tại phường Xuân Lâm và Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, triển khai việc lập mặt bằng phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư, xen cư ba xã Định Hải, Thanh Thủy, Trường Lâm, điều chỉnh mặt bằng quy hoạch khu dân cư ba xã phường Nghi Sơn, Tân Trường và Bình Minh. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, quyết liệt và đạt được những kết quả tích cực. Năm 2020 đã có thêm 2 xã Định Hải, Hải Nhân đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân toàn thị xã đạt 16/19 tiêu chí, tăng 1 tiêu chí trên một xã so với cùng kỳ năm 2019. Điểm nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 đó là chương trình phát triển đô thị đã đạt được kết quả quan trọng sau một thời gian triển khai thực hiện đề án thành lập thị xã. Ngày 22 tháng 4 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 933 NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2020, thị xã Nghi Sơn được thành lập trên cơ sở nguyên trạng 455,61 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 307.304 người của huyện Tĩnh Gia. Thị xã Nghi Sơn có 31 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 16 phường và 15 xã. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, tạo động lực để thị xã Nghi Sơn phát triển nhanh và mạnh trong tương lai. Cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, thực hiện thắng lợi nghị quyết số 58 ngày 5 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng. Cùng với những thành tựu trong phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa xã hội cũng có nhiều chuyển biến tiến bộ. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục chuyển biến tích cực. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,41%. Đồng thời đã hoàn thành giai đoạn 1, đề án trường chất lượng cao, tiểu học và trung học cơ sở Lương Trí, phát triển nhanh các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2020, được chỉ đạo quyết liệt và có chuyển biến tích cực. Trong năm đã hoàn thành xây dựng mới 5 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong năm, ngành văn hóa thông tin đã tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng, trong đó nổi bật là tập trung chỉ đạo thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19, các nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, các hoạt động chào mừng đại hội đảng các cấp, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, phát thanh, truyền hình được quan tâm đầu tư, đồng bộ và phát huy có hiệu quả. Thể thao thành tích cao đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tham gia các giải đấu vo vi nam cấp tỉnh, đoạt 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Giải võ cổ truyền đoạt 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 6 huy chương đồng, xếp thứ 3 toàn đoàn. Giải thể thao gia đình toàn tỉnh đoạt 2 huy chương đồng, đoạt huy chương vàng. Giải bóng đá 7 người toàn tỉnh. Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại được đẩy mạnh và phát triển sâu rộng. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được cán bộ, đảng viên ở các địa phương chấp hành nghiêm chỉnh. Cảnh quan môi trường ở các tổ dân phố và khu dân cư ngày một xanh sạch đẹp. Hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng được tổ chức thường xuyên, phát huy khả năng sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa trong nhân dân. Ngành y tế đã thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân với tổng số lượt khám chữa bệnh đạt 370.320 lượt. Trong năm, cấp ủy chính quyền thị xã đã lãnh đạo ngành y tế tập trung cao độ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thị xã bố trí 10 khu cách ly tập trung trên 500 giường với tổng kinh phí cho công tác phòng chống dịch COVID-19 khoảng 3,5 tỷ đồng. Y tế dự phòng được đảm bảo, công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện tốt. Năm 2020 đã có thêm 3 xã phường là Nguyên Bình, Hải Hòa và Hải Nhân đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2020. Đến nay,
31 trên 31 xã phường của thị xã Nghi Sơn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Điểm nhấn trong lĩnh vực văn hóa xã hội là công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân. Theo đó, trong năm 2020, thị xã đã giải quyết việc làm mới cho 3.243 lao động, vượt chỉ tiêu kế hoạch 243 lao động. Trong đó, xuất khẩu lao động 95 người, bằng 63% kế hoạch. Hỗ trợ 417 triệu đồng cho 139 người đi lao động, làm việc ở nước ngoài. Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn đứng chân trên địa bàn thị xã, liên tục duy trì với 10 ngành nghề, đào tạo cho trên 1.500 học sinh sinh viên, hệ trung cấp và cao đẳng. Từ đó đã cung cấp lao động chất lượng cao cho các công ty, doanh nghiệp trong khu kinh tế Nghi Sơn và trên địa bàn cả nước. Cơ bản các học viên ra trường đều có việc làm và thu nhập ổn định. Đi đôi với công tác giải quyết việc làm, các chính sách an sinh xã hội cũng được thực hiện kịp thời. Trong năm, thị xã đã thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ, đảm bảo đúng quy định, chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng chính sách, người có công với tổng số tiền 81 tỷ đồng, chi trả 42,42 tỷ đồng cho 43.065 đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, theo Nghị quyết 42 NQCP ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, trợ cấp cho 10.175 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí 53 tỷ đồng, trợ cấp 73 tấn gạo cho 3.657 hộ gia đình hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,05%. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, đã tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025, và tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên của huyện Tĩnh Gia, tiền thân của Đảng bộ thị xã Nghi Sơn. Qua đó đã tạo không khí đoàn kết, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với đảng bộ và chính quyền. Tình hình an ninh chính trị ổn định, quốc phòng được giữ vững, lực lượng vũ trang thị xã đã tổ chức lực lượng thường trực 24/24, thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các tình huống, không để xảy ra bị động bất ngờ. Trong năm, thị xã đã hoàn thành kế hoạch điều động 134 công an chính quy về công an các xã phường, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Lực lượng vũ trang thị xã đã triển khai phương án sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các tình huống, không để xảy ra bị động bất ngờ. Trong công tác giao nhận quân năm 2020, đã có 206 thanh niên nhập ngũ, bảo đảm 100% chỉ tiêu được giao. Trên tuyến biển, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, nắm bắt tình hình, bảo đảm an ninh trật tự. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác thanh tra được quan tâm, chỉ đạo. Ủy ban Nhân dân thị xã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, công tác giải phóng mặt bằng, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, phòng chống dịch bệnh COVID-19, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, kịp thời cổ vũ, biểu dương các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội, chăm lo người nghèo, các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2021 là năm đầu thực hiện chính quyền đô thị và thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Phấn khởi với những thành tích đã đạt được, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 được thị xã Nghi Sơn xác định là tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện để các doanh nghiệp khôi phục và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị,
triển khai thực hiện 4 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá, các đề án, kế hoạch được Hội đồng Nhân dân nghị quyết, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai dịch bệnh, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, định hướng về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thị xã trong năm 2021. Kính thưa toàn thể nhân dân và các đồng chí, cán bộ chiến sĩ, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2020, trong điều kiện dịch bệnh COVID bùng phát đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội, tình hình sản xuất gặp khó khăn, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp. Được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, thị xã đã tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân. Thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Theo đó, kinh tế xã hội năm 2020 của thị xã ổn định và có bước phát triển nhanh, bền vững. Tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2020 tăng 18,6%, công nghiệp dịch vụ tăng 19,9%, dịch vụ tăng 8,3%, có 29 trên 30 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu, thu ngân sách tăng 2,07 lần so với kế hoạch được giao, thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng trên người trên năm, kết quả trên các lĩnh vực. Về phát triển đô thị, năm 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với huyện Tĩnh Gia sau nhiều năm thực hiện mục tiêu phát triển đô thị. Ngày 22 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 933 về việc thành lập thị xã Nghi Sơn với 31 đơn vị hành chính gồm 16 phường và 15 xã. Đây là sự kiện trọng đại của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Nghi Sơn. Về giải phóng mặt bằng, năm 2020 thực hiện giải phóng mặt bằng tại 91 dự án với tổng diện tích là 480 dự án đã hoàn thành, 87 trên 91 dự án bàn giao mặt bằng sạch, 470 hectare đạt 97,84% kế hoạch tỉnh giao, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều dự án trọng điểm trong khu kinh tế Nghi Sơn triển khai thực hiện đúng tiến độ. Về thu ngân sách trên địa bàn và phát triển doanh nghiệp, thu ngân sách trên địa bàn đạt 645,3 tỷ đồng, tăng 2,07 lần so với dự toán tỉnh giao, tăng 32,3% so với năm 2019. Thành lập mới 168 doanh nghiệp, tăng 12% so với cách tỉnh giao. Về phát triển nông nghiệp, mặc dù chịu nhiều tác động của thời tiết, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhưng phát triển nông nghiệp vẫn ổn định, hoàn thành xây dựng 2 xã Định Hải, Hải Nhân đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân toàn thị xã đạt 16 trên 19 tiêu chí, tăng 1 tiêu chí trên 1 xã so với cùng kỳ. Toàn thị xã đã có 7 sản phẩm OCOP được xếp hạng. Về công tác giảm nghèo, đã đạt được những kết quả quan trọng. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, tổng số hộ nghèo còn lại của thị xã là 1.437 hộ bằng 2,05%. Về quốc phòng an ninh, tổ chức lực lượng thường trực 24 trên 24 thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các tình huống, không để xảy ra bị động bất ngờ, hoàn thành 100% chỉ tiêu nhập ngũ, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, hoàn thành kế hoạch điều động công an chính quy về làm công an các xã phường. Kết quả đạt được là nền tảng quan trọng, là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Nghi Sơn tiếp tục đoàn kết, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Thay mặt Ủy ban thị xã Nghi Sơn, tôi xin ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, của các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn thị xã. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan trung ương của tỉnh. Kính thưa toàn thể nhân dân và các đồng chí cán bộ chiến sĩ, năm 2021 dự báo nền kinh tế còn nhiều khó khăn, triển khai nghị quyết của tỉnh, nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã, Hội đồng nhân dân thị xã về phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt hơn nữa với phương châm kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả để thực hiện những nhiệm vụ tạo sự chuyển biến rõ nét. Các cấp, các ngành từ thị xã đến cơ sở phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường công tác phối hợp trên thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Để hoàn thành tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021, thị xã Nghi Sơn cần tập trung vào một số giải pháp quan trọng như sau. Một là tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả
hiệu lực trong thực hiện các nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực gắn với tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, trách nhiệm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị để cơ quan đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục cải cách hành chính trên các lĩnh vực, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng chuyên môn của cán bộ công chức viên chức người lao động từ thị xã đến cơ sở, chấn chỉnh tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà trong thực hiện nhiệm vụ, tháo gỡ các khó khăn để các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Hai là xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu của cả hệ thống chính trị để tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được giao, đẩy mạnh tiến độ lập phê duyệt các quy hoạch phân khu, ưu tiên nguồn lực cho phát triển đô thị, phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư để sớm hoàn thành dự án đô thị động lực vốn vay World Bank, tăng cường công tác quản lý và xử lý nghiêm những vi phạm về quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai. Ba là khai thác và nuôi dưỡng các nguồn thu để thu đúng, thu đủ, thực hiện tốt ngân sách năm 2021, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tăng cường công tác quản lý thị trường, hoàn thành kế hoạch phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi và tập trung giải quyết các vướng mắc để doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh. Ưu tiên đầu tư hoàn thành những dự án kéo dài nhiều năm, các dự án khẩn cấp về quốc phòng an ninh và phòng chống bão lụt. Bốn là tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đúng khung thời vụ, đúng cơ cấu giống phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo tưới tiêu hợp lý, tiết kiệm, làm tốt công việc cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Tăng cường quản lý giết mổ gia súc, gia cầm gắn với đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường, thực hiện tốt phương án phòng chống bão lụt, cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy rừng, tập trung chỉ đạo các xã các sơn đạt chuẩn nông thôn mới, xã Hải Nhân đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm là thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp, các đơn vị trong giải quyết công việc, phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với các sở ban ngành cấp tỉnh và ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, phát triển khu du lịch Hải Hòa xứng tầm với vị thế của khu du lịch trọng điểm của tỉnh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo thực hiện đầy đủ chế độ đối với người có công, gia đình, thương binh, liệt sĩ, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội. Sáu là giữ vững quốc phòng an ninh, duy trì tốt chế độ sẵn sàng chiến đấu, tập trung giải quyết những vụ việc nổi cộm về an ninh biển đảo, an ninh trên bộ, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, hoàn thành kế hoạch tuyển quân năm 2021. Phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, quyết tâm hành động với các giải pháp tích cực, thiết thực, hiệu quả, chung sức, chung lòng, cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021 để phát triển thị xã Nghi Sơn thực sự là trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh. Nhân dịp bước sang năm mới, năm Tân Sửu 2021, thay mặt Ủy ban thị xã Nghi Sơn xin kính chúc các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ, các đồng chí cán bộ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể nhân dân lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc năm mới thành công lớn, thắng lợi mới. Xin trân trọng cảm ơn. Phấn khởi về sự đổi thay của quê hương, đồng thời phát huy truyền thống của quê hương anh hùng là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã đoàn kết một lòng, đem tất cả tinh thần, sức lực, trí tuệ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, xây dựng thị xã Nghi Sơn trở thành đô thị văn minh hiện đại. Chương trình phát thanh đặc biệt chào xuân Tân Sửu năm 2021 của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất: Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn được truyền tải trên trang thông tin điện tử tinhxa.vn. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.